Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chai TV à, Rất mong các bạn sau khi xem video clip sẽ đăng ký kênh, chia sẻ video, nhấn nút like Và nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có đóng góp cho mình Xin các bạn hãy comment xuống phía bên dưới Ngoài ra, code hoặc là những cái tài liệu có liên quan các bạn có thể xem trong phần mô tả của video Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học của ngày hôm nay Rồi, à, chúng ta sẽ nói về các cái uh, quy luật Logic, thì um, quy luật logic là những cái quy luật mà người ta thường sử dụng trong cái lập luận và chứng minh, ha. thường được sử dụng trong những cái lập luận và chứng minh và uh, trong những cái lập luận và chứng minh á thì thì uh, có rất là nhiều cái tình huống mà chúng ta sẽ sẽ phải biến đổi một cái mệnh đề thành một cái mệnh đề khác và chúng ta sẽ sử uh, sử dụng lại uh, cái mệnh đề mới uh, uh, dựa trên cái uh, cái mệnh đề cũ thì uh, có rất là nhiều cái quy luật mà người ta đã, đã 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 chứng minh sẵn rồi thì mình sẽ giới thiệu với các bạn và các bạn hãy ghi chép lại đầy đủ nhé sau đó thì chúng ta sẽ uh, chứng minh chúng ta sẽ chứng minh một vài một vài cái uh, cái quy luật uh, logic cụ thể thì ở đây là những cái quy luật uh, logic rất là phổ biến và người ta thường hay sử dụng ok ha À, mình sẽ dành thời gian để các bạn có thể ghi chép lại những cái quy luật này trước rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chọn một vài cái à, chúng ta sẽ cùng nhau chọn một vài cái quy luật để mà chúng ta chứng minh những cái quy luật này đúng để sau này khi chúng ta chuyển sang cái phần lập luận và cái phần suy diễn á, thì chúng ta có thể áp dụng nó chúng ta chúng ta có thể áp dụng nó ha đó, thì trước hết các bạn hãy ghi chép đầy đủ tất cả những cái, những cái quy luật này ở đây thì nó có một cái dấu phẩy ở đây ha các bạn ha. Đây là hai cái cụm chấm phẩy ha, chấm phẩy. Rồi nó khác là đầy đủ hết rồi. À. Rồi dành cho các bạn hai phút để các bạn ghi chép hết đầy đủ những cái quy luật này lại nhé, Trước khi chúng ta chứng minh đó. Rồi chúng ta tiếp tục nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn một vài cái luật để chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh lại những cái luật này nó là đúng. À, à, hiện, hôm nay thì chúng ta chưa chưa sử dụng những cái luật này nhiều. thì về sau á chúng ta có những cái bài tập liên quan tới cái phần uh, suy luận hoặc là phần suy diễn á thì chúng ta sẽ có thể sử dụng những uh, những cái luật này nó, nó nó nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử uh, thử chọn ra một vài cái quy luật để mà chúng ta có thể là uh, chứng minh nhé. ví dụ chúng ta chứng minh cái quy luật đi mật gan nhé. rồi chúng ta sẽ chứng minh cái cái quy luật hấp thụ đi. À, chúng ta sẽ chứng minh hai cái thằng này, thằng số 2 và thằng số 10 nhé. Và những thằng còn lại thì các bạn có thể các bạn dành thời gian ra để các bạn chứng minh thêm giúp mình, được chưa nè? Thì cái việc chứng minh của chúng ta thì rất là dễ thôi. Chúng ta có thể là xây dựng ra được cái cái bảng chân trị và nếu như mà cái giá trị của cái thằng bên tay trái và thằng bên, bên tay phải nó giống y hệt nhau thì coi như cái việc chứng minh của chúng ta nó 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 thành công, ok không nè? Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử chứng minh cái luật đi mật gan trước. thì các bạn nhớ cái luật đi mật gan nó như thế nào không? Nếu mà các bạn có phủ định của P và Q thì các bạn sẽ bằng với cái gì? Hoặc là một số cái trang thì họ sử dụng tương đương, các bạn sử dụng tương đương hay dấu bằng chỗ này. Điều hợp lý ha. P à, hoặc V thì, thì thì nó sẽ tương đương với là phủ định của P hoặc với phủ định của hoặc với phủ định của Q. À, thì thì chúng ta sẽ xây dựng ra một cái bản chân trị để chúng ta chứng minh nó là đúng thì bây giờ các bạn thấy ở đây nó có mấy biến nè nó có hai biến là hai mũ hai sẽ là bằng bốn dòng đúng không ạ chúng ta sẽ có bốn dòng bây giờ chúng ta xây dựng ra các bản chân trị đầy đủ ha rồi ok Rồi các bạn sẽ có cái gì thứ nhất là các bạn sẽ có p rồi sau đó các bạn sẽ có q rồi các bạn sẽ có À, phủ định của p là các bạn có phủ định của q được không ạ? À? Rồi các bạn sẽ có gì nữa bạn? Các bạn có các bạn có p và q nữa. Các bạn có p và q. Rồi các bạn có phủ định của p và q. Và cuối cùng, cuối cùng đó là cái mệnh đề lớn của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ cho cái thằng này nó có tên là x ha. Nguyên nguyên cái thằng này mình đặt tên nó là cái mệnh đề x là x à mà là x được chưa rồi ok, thế thì các bạn sẽ chứng minh nó như thế nào? Trước hết chúng ta sẽ liệt kê hết tất cả những tình huống có thể xảy ra, không không nè, không một nè, một không và một một. Chúng ta có bốn tình huống đúng không ạ? Rồi, phủ định của p thì là gì các bạn? Là một một không không. Ok chưa? Một một, một không không nhé. Rồi phủ định của q thì sao? Phủ định của q là gì? À, là 1, 0, 1, 0. P và Q. P và Q thì nó chỉ đúng khi mà cả hai thằng đều đúng thôi. À, còn những tình huống còn lại là nó sai hết. cái này chúng ta đã học rồi ha. Chúng ta đã học trong à, trong cái phép hội rồi. Rồi. Phủ định của P và Q thì sao? Phủ định của P và Q thì chúng ta lật ngược lại lại. 1, 1, 1. Và đây là 0. À, chúng ta còn thằng nữa các bạn đó là phủ định của P hoặc phủ định của Q thì phủ định của P hoặc phủ định của Q các bạn thấy đó nè đây chỗ trỏ chuột mình nè một hoặc một thì các bạn sẽ ra là một một hoặc không các bạn sẽ ra là một không hoặc một thì các bạn sẽ ra là một không hoặc không thì nó sẽ ra là không à như vậy cái cục x cuối cùng của chúng ta các bạn có thấy nè một tương đương với một đúng một tương đương với một đúng một tương đương với một đúng không tương đương với không đúng à như vậy đó là một cái hằng đúng à thì chúng ta khẳng định rằng là cái quy lực đi mọt gan này là đúng à thế thì khi mà chúng ta gặp một cái cụm mấy bên tay trái chúng ta có thể thay thế bằng cái cụm mấy bên tay phải hoặc nếu như các bạn có một cái mệnh đề giống như phần mấy bên tay phải thì chúng ta cũng có thể thay thế nó bằng cái mệnh đề ở phía bên tay tay trái trong cái quá trình mà các bạn lập luận các bạn suy diễn à, thì những cái buổi học sau chúng ta sẽ có học về cái phần suy diễn đấy à, thì hôm nay chúng ta chúng ta chỉ mới làm quen những à, à, những cái luật cơ bản này thôi à. cái này rất là dễ hơn các bạn cái việc mà lập bản chân trị thì à, đến giây phút này thì mình nghĩ tất cả các bạn đều đều lập được cái bản chân trị rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một cái luật nữa đó là luật hấp thụ p hoặc p, p và p hoặc q thì nó ra p đúng không à rồi ok nhé p và p hoặc q thì nó sẽ tương đương với tương đương, đương các bạn sử dụng các bạn cũng được nha các bạn tương đương với p thì để chứng minh nó thì các bạn cũng sẽ dựng ra một cái bản chân trị thôi để chúng ta liệt kê hết tất cả những tình huống có thể xảy ra của nó để đây chúng ta sẽ, cũng sẽ có hai thằng hai biến thì chúng ta cũng sẽ có là bốn dòng các bạn có p nè bạn có q nè rồi các bạn có gì nữa p hoặc q rồi v và v hoặc q được không ạ? À? Rồi sau đó các bạn sẽ xác định các cột đầu tiên và cột này. Đó. Rồi, ta xác định nhé, không không này, không một, và 11 đó. Như vậy chúng ta có bốn cái tình huống cụ thể này có thể xảy ra, được chưa ạ? À, được chưa? Rồi, v hoặc q thì chỗ này nó làm sao ta? Chỗ này nó phải sai nè. Còn này là gì các bạn? Là đúng nhé. 10 này thì sao? 10 là đúng nè, 11 một một thì nó là Ủa. 1 hoặc 1 thì là gì các bạn? 1 hoặc 1 thì phải đúng chứ, đúng không ạ? Rồi tương tự bây giờ chúng ta sẽ lấy cái cột đầu tiên và cái cột thứ 3 chúng ta và với nhau. 0 và 0 là 0. Đúng không? À 0 và 0 là 0. 0 và 1 thì là gì các bạn? 0 và 1 thì là gì? Đó, 0 và 1 là gì? Là 0. Rồi. 1 và 1 là 1. 1 và 1 là là 1 luôn. À, thấy không? Thế thì các bạn tóm lại là các bạn thấy thằng x nè. x nhé. Thì các bạn sẽ so sánh cột nè. Các bạn sẽ phải so sánh cái thằng P này là thằng bôi vàng với cái thằng bôi vàng chỗ đây. Hai thằng này được bôi vàng đúng không? Chúng ta so sánh hai cái cột đó lại với nhau. Thì nếu như mà cái phép tương đương ở đây các bạn nhìn thấy cái giá trị nó giống nhau thì các bạn sẽ ra 1 1 ở đây là 1 vậy rõ ràng ở đây nó là cái gì các bạn nó là một cái hằng đúng đúng không nè và nếu như nó là hằng đúng thì mình nói rằng là cái luật này là đúng cái luật này là đúng à, đó. thì rõ ràng ở đây chúng ta có rất là nhiều cái quy luật để mà các bạn có thể áp dụng được à, tuy nhiên về mặt thời gian chúng ta sẽ không có chúng ta không đi chứng minh hết tất cả những cái luật này à, và khi mà các bạn gặp những cái tình huống các bạn suy diễn á, thì chúng ta có thể À, các bạn gặp được cái vế bên trái thì các bạn có thể thay thế bằng cái vế bên phải hoặc các bạn gặp cái vế bên phải các bạn có thể thay thế bằng cái vế bên trái. thì cái việc siêu diễn các bạn sẽ được học trong cái phần siêu diễn. các bạn biết rằng ngày nay á, người ta sử dụng trí tuệ nhân tạo rất là nhiều đúng không? À, rất là nhiều quyết định đơn giản các bạn lên một cái website nào đó các bạn chat đi thì có con, con robot đó, nó sẽ tự động nó chat ngược lại các bạn, nó xin chào nó giúp đỡ cho các bạn hoặc là à, các bạn vào trong ngân hàng các bạn vay tiền đi thì người ta cũng có những cái hệ thống để người ta quyết định, người ta đánh giá bạn, người ta xem coi người ta có cho bạn vay tiền hay không. Ví dụ như là à nếu mà bạn có sổ đỏ, bạn có xe thì người ta sẽ cho bạn vay tiền. Hoặc là hoặc là cái gì? Hoặc là các bạn có cái uh, người nào đó đứng ra bảo lãnh, ký lãnh nợ cho bạn thì người ta cũng cho bạn vay tiền. Thì rất là nhiều cái if else hoặc là gì đấy thì nó sẽ suy diễn ra cái kết quả cuối cùng đó là true or false là đúng hay sai, là bạn có chấp nhận vấn đề đó hay không, bạn có đồng ý cho vay tiền hay không. Đó các bạn có hiểu kịp không ạ? thì cái môn toán rời rạc á, các bạn sẽ ứng dụng rất là nhiều trong những cái môn học tiếp theo về sau các bạn sẽ có những cái môn học ví dụ là môn trí tuệ nhân tạo nè, rồi à, một số cái môn về khoa học dữ liệu thì các bạn cũng sẽ cần có cái sự quyết định dựa trên những cái quy luật logic. còn cái phần này thì chúng ta chỉ chỉ học những cái phần đơn giản thôi. À, những cái buổi tiếp theo thì mình sẽ nói với các bạn về cái phần suy diễn thì mình sẽ nói kỹ hơn ha. rồi Chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Ok, thế thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Trên màn hình hiện tại là một số cái video clip khác mà bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể nhấn vào bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục xem những cái video đó các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn à, nếu có đóng góp hoặc là có câu hỏi xin hãy comment xuống phía bên dưới. À, ok nha, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Xin chào.